Dạ được chứ anh, giá nào mà không được. Giá đó thì em vẫn làm được, anh yên tâm. Miễn là anh cứ tin tưởng cho công ty của tụi em là được rồi. Dạ được, dạ anh yên tâm đi. Trong anh cho em một ngày đi, một ngày tụi em sẽ lên bảng dự toán chi tiết rồi kế hoạch chi tiết gửi qua cho anh để anh duyệt. Dạ. Trời ơi, chỗ làm ăn với nhau mà giá nào cũng được. Dạ, chào anh. Có bạn kế hoạch em gửi qua liền. Dạ. Anh yên tâm, uy tín là công ty đặt lên hàng đầu, chất lượng là ok, giá nào cũng được. Dạ. Chào anh. Dạ. Thôi mà, ấy. Nói nghe. Ôi trời ơi, hai cô. Cái gì mà ồn ào quá vậy? Cũng may đó, tôi tính xuống kêu hai cô lên nè. Nè, tôi mới nhận thêm job mới. Cái gì vậy? Bây giờ nhận thêm job mới nữa hả? Ủa là sao? Anh có bị gì không vậy? Bình thường. Thôi, công ty của chúng ta mới thành lập, có nhiều job, công ty chúng ta sẽ nhanh chóng đứng trên thị trường và có tên tuổi. Lúc đó thì công ty của chúng ta sẽ ngày càng phát triển mạnh hơn được. Anh coi đi, anh coi bộ mặt của hai tụi em đi. Vẫn giống đẹp. Ông ma chưa? Bảy. Anh nhìn coi giống ông ma chưa? Vẫn đẹp, anh thấy đẹp. Tụi em làm sáng đêm, làm suốt ngày luôn, không kịp thời gian, bây giờ anh nhận thêm chớp nữa, làm sao tụi em kham nổi đây? Ý của Trân á, muốn nói là tại vì cái em nhớ là tháng trước anh có hứa với tụi em á là tuyển thêm nhân viên á để mà hỗ trợ tụi em, chứ có hai đứa em thật sự là làm không có nổi cái số lượng công việc quá lớn của công ty mình. Tụi em bây giờ hết việc ngập đầu rồi, làm hả, tối làm tới 12 giờ, 1 giờ có khi tới sáng luôn. Rồi trưa bỏ ăn, bỏ uống hết tất cả mọi thứ. Bây giờ anh tuyển thêm người đi chia sớt gì cho em. Tụi em không cần phải tuyển người giỏi hay gì hết, chỉ cần một người biết làm, biết học hỏi, biết nghe lời là được rồi. Tôi tuyển người hay em tuyển người? Tôi là sếp hay em là sếp? Tại sao công việc đưa ra thì em than vãn, em chơi ít chơi nhiều? Tôi là người trả lương cho em nè. Tôi là người vận hành một công ty. Tôi cần tiền, tôi cần khách hàng để vận hành một công ty. Em đâu có trả tiền như tôi đâu mà em biết. Nhưng mà vấn đề là anh bào sức tụi em quá nhiều. Bây giờ hả, tôi là người tuyển lao động, cô là người ký lao động và cô quyết định làm hay không? Anh ơi, không phải ý của Trân vậy đâu. Ý của Trân chỉ là muốn là nếu như có người á, thêm người á thì tụi em mới có thể là làm tốt được. Thì công ty mình nó mới phát triển bền vững được. Chứ còn giờ tụi em làm nó đuối sức quá, nó không có được chất lượng. Đó, đúng rồi. Nói như Ngọc thì tôi thấy hợp lý. Anh sẽ tuyển người, em yên tâm. Anh hứa trước mắt em cứ làm tròn tất cả các job vào tháng này, và job mới anh đem về. Tháng sau anh sẽ cố gắng tuyển thêm người để chúng ta bù đắp vô những cái tháng cho các em làm cực lực. Nhưng mà chỉ một lần này nữa thôi, anh phải tuyển thêm người. Còn nếu không á, sau này mà những dự án nó có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, tụi em sẽ không chịu trách nhiệm. Nha. Nhưng mà anh hy vọng chúng ta sẽ làm việc trong một môi trường thật là vui vẻ với nhau. Cố gắng. Dạ. Em cảm ơn. Bây giờ thì về phòng. Trân. Anh thông cảm, tại vì tánh nó hay nóng. Không sao, anh là một người sếp rất thương nhân viên. Anh hiểu cá tính mỗi người mỗi khác mà. Em cố gắng động viên bạn. Hai em cố gắng. Cố gắng lên. Nhưng mà anh nhớ giúp tụi em. Cố gắng. Làm cố gắng nha. Job này không được thất bại. Chấp này sẽ mang tiền về cho công ty. Có tiền anh sẽ thuê nhân viên. Dạ. Ok, cố gắng. Em cảm ơn anh. Đúng rồi. Trời ơi, nhức đầu quá. Làm gì kiểu này mụ mị luôn á. Trời đất ơi, 1 giờ mấy rồi kìa. Thôi đi kiếm gì ăn đi rồi làm tiếp bơi. Tao nghĩ chắc không có kịp đâu mày ơi. Tao làm cái bản này mà chưa xong hả, một lát nữa ông Kim vô ông la khỏi ăn cơm luôn. Rồi mày làm xong hết việc chưa mà hồi ông vô ông la nữa đó. Mệt. Tao sắp xong rồi còn mấy vòng nữa rồi đó coi. Đây, làm cho rồi đi ăn chung luôn. Trời ơi, mày biết cái gì đâu mà làm được rồi, để tao. Rồi, ê, hay là bây giờ mày cứ đi ăn trước đi. Xong rồi mày coi có cái gì gọn gọn mày mua về cho tao. Tao bỏ đại vô miệng cho rồi đi nè. Có hai đứa không đi ăn thôi, nhịn chung đi.
làm tiếp luôn cho xong. Nhịn hả? Ăn hả? Trong giờ làm việc cứ tám tít với nhau. Nè, cái bản phác thảo này ai làm? Ai làm cái bản phác thảo này? Em. Hay lắm. Cô làm hay lắm. Khách hàng người ta trả lại rồi nè. Ấu chỉ, cô vô công ty này bao nhiêu năm rồi mà làm như một đứa mới ra trường vậy? Hả? Em đã nói với anh rồi. Bây giờ á, em kêu anh là từ từ đi, anh cứ hối hoài. Thôi mình làm sáng tạo mà, đâu phải là làm cái gì đâu. Sáng tạo không phải để cho người ta thời gian thư giãn chứ. Làm gì mà suốt ngày suốt đêm không ăn không ngủ, sao mà chịu nổi? Thời gian gì? Cho cô thời gian rồi, ai cho tôi thời gian? Ai đem khách hàng về đây? Làm sao có tiền trả lương cho mấy cô? Tôi trả lương cho mấy cô, tôi húp nước sống hả? Hả? Tôi nói cho cô biết, cô bước vô công ty của tôi làm, tôi là người thuê cô, thì cô phải đưa chất xám cho tôi, phải vắt óc ra mà suy nghĩ. Nhưng mà tại vì ý của Trân không phải, ý của Trân chỉ là cái chuyện mà anh nói thì sao? Cô nói cái gì? Anh nói thì sao? Anh đưa lương cho tụi tôi là tụi tôi hiến dâng cho anh hả? Mà kể cả mạng sống luôn hả? Hả? Anh bào sức người ta vừa vừa phải thôi chứ. Nè, cô mới nói gì? Tôi không có phải bào mạng sống của ai hết, thuận mua vừa bán. Còn cô không đồng ý, cô có thể đi ra khỏi công ty. Đừng có đứng đây mà nói những lý lẽ cùn đó với sếp của mình. Phải đâu anh. Cãi ngang với sếp mình. Một người hay than vãn như cô là một người không có năng lực. Được lắm. Sếp ơi. Không năng lực hả? Anh muốn tôi nghỉ chứ gì? Không phải đâu. Ok, tôi cũng không cần cái công việc này nha. Nghỉ ngay bây giờ. Trời, bình tĩnh lại đã, Trân. Còn được. Mày nữa, suy nghĩ lại đi nha. Làm hay không, chết có ngày. Một đi thì đừng quay lại. Công ty này không chào đón lại cô đâu. Yên tâm đi, tôi không bao giờ hối hận và sẽ không bao giờ quay về cái công ty này. Làm việc bào sức người ta. Trân, Trân, suy nghĩ. Anh ơi, nhiều khi là do nó bị thiếu ngủ quá, cái nó bị stress thôi à. Anh ơi, anh cho nó cơ hội đi. Em nghĩ là một lát nữa nó hết giận, nó quay lại nó sẽ xin lỗi anh mà. Giờ em làm việc hay ngồi đây mà gian xin cho người khác? Hay là muốn đi theo cô ấy? Dạ không. Em làm xong rồi. Làm xong cái công việc đó, làm lại cái bản phác thảo này, trong ngày hôm nay á, phải nộp liền cho tôi. Còn chuyện tuyển thêm người. Chuyện này là của tôi, giờ cô làm hay không? Hay là muốn đi theo cô ta? Em làm được. Làm cho xong đó. Nếu thấy không kịp thì ở lại công ty làm luôn, đừng cứ về nhà. Dạ. Dạ, alo. Dạ, dạ, em nghe anh ơi. Nghe cái gì? Em đã làm xong bản dự trù kinh phí cho job mới chưa? Dạ, dạ, em đang làm, cũng sắp xong rồi anh ơi. Giờ này còn sắp xong, giờ này còn đang làm, thiệt tình à. Em làm việc chậm quá đó, khách hàng người ta đang hối kìa. Nhanh lên đi. Dạ, dạ, em xin lỗi anh, em sẽ cố gắng hết sức. Trời ơi. Hết thấy đường luôn rồi nè. Dạ, em đang... Dạ, alo, em đang làm sếp ơi. Dạ, có cái là em gửi cho sếp liền. À, ủa, vẫn còn đang ở công ty luôn hả? Gọi thử thôi á, mà ở công ty thiệt luôn hả? Ủa? Ở Trân á hả? Đi nhậu hôm qua rước. Trời ơi, mẹ biết giờ này tao còn ở công ty mà, hỏi đi nhậu không? Công việc còn một đống nè. Trời ơi, giờ này còn làm gì nghỉ đi, tôi qua rước nè. Trời ơi, không làm rồi ai làm? Tự nhiên hả, mày nghĩ xong bây giờ tất cả mọi việc ông Kim ông đổ lên đầu tao hết á. Mà mày nghĩ đi, bây giờ còn chưa ăn tối nữa, ở đó mà kêu đi nhậu. Mệt ghê á, tao đã nói rồi, nghỉ đi. Cứ ráng làm như vậy có kết quả tốt đâu.
kiếm ra mớ tiền xong rồi mang bệnh ha, rồi mua thuốc uống cũng vậy à. Không phải là tao không biết, nhưng tao không phải như mày có một thân một mình. Tao còn thằng em nữa, giờ tao không làm ai làm được tiền ăn tiền học của nó nữa. Rồi nói vậy thôi tao bó tay rồi. Bây giờ cũng không biết giúp mày sao luôn á. Bây giờ đói bụng đúng không? Để mua đồ ăn qua cho nha, được không? Mà thôi khỏi đi, tao ráng làm cho xong. Bây giờ ăn rồi mất thời gian thêm nữa. Sáng mai mà không có bản báo cáo cho ông đuổi tao luôn á. Mà đuổi ở đây rồi hả, đi chỗ khác xin việc biết có ai muốn không. Thôi vậy nha. Thôi cảm ơn mày, tao làm việc tiếp rồi. Này cô Ngọc, tại sao á cô nói là cô gửi báo cáo cho tôi tối hôm qua, đến giờ này tôi chưa nhận được. Cô có biết là khách hàng người ta không đợi mình hay không? Mất cái job này á, coi như là công ty này không có tiền chi lương cho cô nha chưa. Nè, cô nghe tôi nói không? Giờ này còn ngủ nữa hả? Nè, tôi đang nói chuyện với cô đó, cô còn ngủ hả? Vậy cô Ngọc, Cô Ngọc. Cô Ngọc. Có ai không? Cấp cứu! Có ai không? Ngọc ơi! Tôi không có bắt cô làm nhiều việc đâu. Không phải tôi. Tôi không có ý. Tại sao lại như vậy? Tại sao vậy? Vì không một ai nghĩ rằng công việc sẽ đánh gục một ai đó.